Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình tối nay 17 tháng 5. Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cuộc họp về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Vũng Tàu. Họp báo thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nâng cao cấp độ phòng dịch COVID-19. Trong phần tin thế giới, dịch COVID-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng tại châu Á. Cháy rừng ở bang California, Mỹ. Brazil bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi La Nina. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến trường hợp một người quốc tịch Malaysia làm việc ở dự án hóa dầu Long Sơn và lưu trú tại thành phố Vũng Tàu, sau khi đi du lịch về có các triệu chứng ho, đau họng và nghi nhiễm COVID-19 hôm 15 tháng 5. Sáng nay 17 tháng 5, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cuộc họp nghe ngành y tế báo cáo vụ việc. Cuộc họp do ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, người quốc tịch Malaysia nghi nhiễm COVID-19 đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Các cơ quan chức năng và địa phương nơi bệnh nhân lưu trú đã tiến hành các biện pháp cách ly, khử khuẩn, đồng thời xử lý những cá nhân tập thể không tuân thủ những quy định phòng dịch COVID-19 đối với trường hợp này. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, chính quyền địa phương chưa nghiêm túc chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp và cơ sở lưu trú. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương đánh giá lại quy trình, phương án chống dịch tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp. Các tổ chức cá nhân chưa chấp hành quy định phòng dịch phải xử lý nghiêm. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát mọi trường hợp từ ngoài tỉnh trở về để có biện pháp phòng dịch phù hợp. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu cũng đề nghị các sở ngành địa phương rút kinh nghiệm, xử lý nhanh những vấn đề liên quan trước khi quá muộn. Qua cái vụ việc này chúng ta thấy là văn bản quy định hợp hành triển khai các cấp là đầy đủ hết, không thiếu. Cho đến hôm nay hộp cũng không thiếu. Nhưng cái việc mà các sở ngành địa phương và chúng tới phường xã công an là chúng ta chưa thực hiện một cách đầy đủ. Đây là cái mà phải rút kinh nghiệm. Đề nghị các anh chỉ quyết tâm hơn nữa trong cái việc này. Chúng ta làm được, chứ không phải khó. Nhưng phải kiểm soát được, còn trống chỗ nào thì đề nghị chúng ta tìm cách để mà để bao lại, chứ còn không để sống như này rất nguy hiểm. Tôi đề nghị có văn bản đến cơ sở mà hiện nay là như bên Long Sơn. Chúng ta không khuyến khích những hành vi mà vi phạm pháp luật làm việc ở đây. Yêu cầu họ phải có giải pháp chấn chỉnh vì cộng đồng, vì doanh nghiệp họ và vì chung của tỉnh. Ông Phạm Viết Thanh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh phải có chỉ đạo yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh, những người đứng đầu doanh nghiệp phải nắm bắt sâu sát và không chấp nhận các trường hợp không chấp hành pháp luật ngay trên địa bàn tỉnh. Với các sở ngành địa phương, cần phân cấp cụ thể trong thực hiện công tác phòng dịch COVID-19 để giải quyết triệt để kịp thời, tránh trường hợp tương tự xảy ra. Thưa quý vị, theo kế hoạch năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sẽ diễn ra vào các ngày 3, 4, 5 tháng 6 năm 2021 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào các ngày 6, 7, 8 tháng 7 năm 2021. Do dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường phổ thông tạm dừng dạy và học tập trung, chuyển sang dạy và học trực tuyến, đồng thời chuẩn bị những phương án tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh lớp 10 công lập, thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thưa ông, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang có những cái phương án chuẩn bị cho hai kỳ thi là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào thưa ông? Là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Dục cũng như là của tỉnh ủy, ban chỉ đạo phòng chống của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì Sở Giáo dục đã lập cái kế hoạch về thi tốt nghiệp
thì có hai phương án. Phương án một là thực hiện theo cái ngày 6, ngày 7 và ngày 8 tháng 7 theo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp mà có diễn biến phức tạp hơn thì chúng tôi sẽ báo cáo Bộ và sẽ thực hiện phương án 2 theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thi tốt nghiệp đợt 2 cùng với các tỉnh khác. Còn về tuyển sinh vào lớp 10, phương án 1 là chúng tôi vẫn thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và phòng chống dịch để thực hiện vào ngày 2 tháng 6, tức là ngày 3 và ngày 4 tháng 6 kỳ thi tuyển sinh. Nếu trong cái kỳ thi tuyển này mà có một vài em là F1 hoặc F2 thì chúng tôi thực hiện cách ly theo chỉ đạo của Bộ Y tế và phòng chống dịch. Đồng thời những em này là chúng tôi sẽ lập phương án cho các em xét tuyển sinh bằng học bạ. Còn trong cái kỳ thi và trước kỳ thi này, nếu tình hình dịch chuyển ra phức tạp và có nghĩa là trong một cái diện rộng của một cái huyện, một cái vùng, thì chúng tôi có phương án 2 là huyện đó, thành phố đó chúng tôi sẽ chuyển sang thi đợt 2 riêng để đảm bảo quyền lợi cho các em. Còn trong cái tình huống phức tạp hơn, đó là chúng tôi có cái phương án 3, tức là nhiều huyện, thành phố trên tỉnh bị động tạo mà có cái F1, thì chúng tôi chuyển sang phương án 3, đó là xét tuyển vào các trường công lập của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trên địa bàn về cái lớp 10 đại trà. Vậy với cái tình hình mà học trong cái điều kiện như thế này thì liệu cái nội dung ôn tập cũng như là nội dung thi của các em thí sinh có được giảm lược bớt không thưa ông? Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp thì chúng tôi cũng hướng dẫn theo công văn hướng dẫn của Bộ và trên cơ sở đề minh họa của Bộ, và chúng tôi cũng chỉ đạo cho các trường căn cứ vào đề minh họa tham khảo của Bộ để các trường biên soạn các đề thi minh họa tham khảo của trường để cho các em học sinh và giáo viên tham khảo và để ôn tập. Còn về cái kỳ thi tuyển sinh vào chuyên Lê Quý Đôn và lớp 10 thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các trường trung học cơ sở và phụ huynh học sinh là về cái vấn đề là tinh giảm kiến thức cũng như là về cái đề sẽ tinh gọn và gia giảm nhẹ nhàng cho học sinh trên tinh thần là khách quan trung thực, đảm bảo tuyển đúng chỉ tiêu và đúng những học sinh để vào trường chuyên cũng như vào lớp 10. Và đặc biệt thì ở đây cái trường vào các trường công lập trên địa bàn thì chúng tôi cho chỉ tiêu theo địa bàn huyện, thành phố. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn trong chương trình thời sự của chúng tôi. Thưa quý vị, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử dưới sự chủ trì của ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh. Cùng dự có ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các thành viên trong Ủy ban Bầu cử tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố và các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, hiện công tác chuẩn bị tổ chức triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo luật định. Toàn tỉnh có 814 tổ bầu cử tại các xã phường thị trấn. Ủy ban Bầu cử tỉnh có văn bản hướng dẫn việc đảm bảo y tế phòng dịch COVID-19, phương án tổ chức bầu cử với nhiều tình huống. Tại hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã triển khai đến các ủy ban bầu cử huyện, thị, thành phố và các xã phường, thị trấn nội dung văn bản số 684 ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử. Thông báo 106 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh, đề nghị các địa phương cần bám sát phương án tổ chức phục vụ cuộc bầu cử, đảm bảo đầy đủ vật tư y tế để an toàn cho công tác bầu cử. Đối với ngày bầu cử 23 tháng 5, yêu cầu các địa phương đồng loạt tổ chức lễ khai mạc vào 6:30 theo đúng trình tự quy định của luật bầu cử,
thời gian bỏ phiếu từ 7 giờ sáng đến 19 giờ ngày 23 tháng 5. Và tùy tình hình địa phương có thể bỏ phiếu thời gian sớm hơn hoặc kết thúc muộn hơn. Sau bầu cử là công tác tổng hợp và kiểm phiếu. Vì vậy, các địa phương phải tiến hành nghiêm quy trình 11 bước kiểm phiếu, lập biên bản về Ủy ban bầu cử theo quy định để tổng hợp và công bố kết quả bầu cử. Chiều nay 17 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức họp báo thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì buổi họp báo. Thông tin chính thức từ buổi họp báo, đến ngày 13 tháng 5, Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành hội nghị vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri toàn tỉnh sớm hơn kế hoạch 3 ngày. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đã phối hợp với Tiểu ban Y tế, Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập hai tình huống đảm bảo y tế phòng dịch COVID-19 phục vụ bầu cử. Từ nay đến ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 14.600 thành viên, 814 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến ngày bầu cử 23 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh và các địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh thực phẩm, chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến về thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự tại địa phương. Tại buổi họp báo, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã trao đổi với phóng viên báo chí nhiều thông tin liên quan đến bầu cử trong khu cách ly, tại các bệnh viện, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử. Thực hiện thông báo kết luận số 438 ngày 14 tháng 5 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương phòng dịch COVID-19 trong cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh vừa có văn bản đề nghị Tiểu ban Y tế chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch xác định cụ thể thời gian, địa điểm, kinh phí để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho toàn bộ các thành viên của 814 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 21 tháng 5, sau đó Tiểu ban Y tế báo cáo kết quả xét nghiệm về Ủy ban bầu cử tỉnh theo quy định. Thưa quý vị, trong số ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỷ lệ nữ chiếm 60%. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là nữ, với cấp tỉnh chiếm tỷ lệ 40%, với cấp huyện chiếm tỷ lệ 43,49%, cấp xã, phường, thị trấn chiếm 43,83%. Đồng hành cùng các nữ ứng cử viên trước ngày bầu cử, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 1.150 nữ ứng cử viên để trước hết tạo được tâm thế vững vàng, bản lĩnh cho các nữ ứng cử viên trong vận động bầu cử, qua đó tạo được niềm tin trong các cử tri đối với nữ ứng cử viên. Điều này cũng nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp của phụ nữ vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước. Là một trong những ứng cử viên nhỏ tuổi nhất trong số các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026, chị Nguyễn Thị Mai Lan, sinh năm 1995, đang là bác sĩ khoa nhiễm khuẩn thuộc Bệnh viện Vũng Tàu. Vinh dự đi đôi với áp lực, chị Mai Lan càng nỗ lực để khẳng định vai trò đại diện cho nhân dân nếu trúng cử. Thực sự tôi rất vui và vinh dự. Bên cạnh cái niềm vinh dự đấy thì cũng đó thì tôi nhận thức được rằng đó cũng là một cái trách nhiệm rất là lớn. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trong nhiệm kỳ mới 2021-2026, chị Vương Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Từ giữa tháng 3 năm 2021, chị Vương Thị Dung đã xây dựng chương trình hành động cho bản thân và chia sẻ kinh nghiệm làm đại biểu dân cử cho các ứng cử viên nữ. Phải lắng nghe cái ý kiến của cử tri á. Ngay cái ý kiến cử tri người ta quan tâm vấn đề nội cộm cái gì nhất, mà trong cái vai trò là phụ nữ thì chúng tôi cũng có cái kiến nghị đề xuất đối với hội đồng cấp trên, đặc biệt là tình hình mà cái bạo lực học đường cũng như là cái bạo lực mà xâm hại tình dục trẻ em. Còn đối với chính sách thì báo thì nhiều cái chính sách mà quan tâm đến như đời sống của chị em, công ăn việc làm.
đồng hành cùng các nữ ứng cử viên, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh, tổ chức 15 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 1.150 nữ ứng cử viên trên địa bàn tỉnh. Qua các lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên được nghiên cứu, trao đổi nhiều nội dung về Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Đặc biệt, được hướng dẫn thực hiện chương trình hành động vận động bầu cử, kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình, kỹ năng xây dựng hình ảnh cá nhân. Hỗ trợ cho phụ nữ và các nữ ứng cử viên tham gia lần đầu về cái nâng cao cái năng lực, về cái kỹ năng xây dựng chương trình hành động và cái kỹ năng trình bày chương trình hành động trước thông tin truyền thông và chia sẻ cái một số kinh nghiệm trong cái những cái buổi tiếp xúc với cử tri. Sau khi được bên chỗ Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như là bên Ủy ban bầu cử đã có những cái buổi tập huấn thì là mình cũng hiểu thêm được nhiều cái vấn đề của xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình, và cũng có nhiều cái kiến thức để mình giúp mình thêm tự tin, để có nhiều những kiến thức để mình đi tiếp xúc những cái buổi tiếp xúc cử tri. Qua các lớp tập huấn của Hội Liên hiệp Phụ nữ, các nữ ứng cử viên có thêm tự tin, bản lĩnh tiếp xúc cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và vừa phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Những các cái ứng cử viên nữ đưa ra các chương trình hành động tôi thấy rằng rất thiết thực. Tôi thấy rằng việc cái tỷ lệ mà phụ nữ trong đại biểu Hội đồng Nhân dân với cái nhiệm kỳ này là cái tỷ lệ 35% thì theo tôi nghĩ là hoàn toàn phù hợp và có thể là còn hơn lên nữa. Bởi vì phụ nữ trong thời buổi hiện nay thì phụ nữ là rất là phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc xây dựng và đóng góp cho xã hội phát triển. Tạo cơ hội cho phụ nữ đảm nhận trọng trách xã hội là góp phần nâng vị thế, cũng là phát huy ưu thế riêng có của phụ nữ trong xử lý, quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh, thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thưa quý vị, tình trạng mất trộm nắp hố ga diễn ra thường xuyên thời gian qua, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cho dân cư trong khu vực. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam Fusaco, từ năm 2018 đến ngày 15 tháng 5 năm 2021, có 724 tấm đan bằng gang đậy miệng hố thu nước mưa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị mất cắp. Mỗi tấm đan có kích thước là 350 x 550 x 45mm, giá trị gần 1,6 triệu đồng. Theo công ty Busetco, tình trạng mất cắp tấm đan bằng gang đậy miệng hố thu nước mưa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời gian gần đây diễn ra thường xuyên hơn. Khi bị phát hiện, các đối tượng trộm cắp dùng cả kim tiêm, hung khí hù dọa nhân viên tuần tra của Busetco. Việc mất cắp tấm đan thu nước mưa trên các tuyến đường giao thông, ngoài gây mất mỹ quan đô thị, thiệt hại về tài sản của nhà nước, còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và dân cư trong khu vực. Trong số 724 tấm đan bị mất cắp, hiện Busetco mới chỉ thay mới 11 tấm, còn 713 tấm chưa thay. Vì vậy, trước mắt Busetco xin ý kiến Sở Xây dựng cho thay thế tấm đan tại các vị trí có nguy cơ cao mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị như trước cổng trường học, trụ sở cơ quan, trong thời gian chờ nguồn vốn bổ sung thay tấm đan mới. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 16 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó 14 khu công nghiệp đang triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh với hàng trăm ngàn lao động đến từ nhiều tỉnh thành cả nước. Từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam vào cuối tháng 4 và sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, khi người lao động trở lại làm việc, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh càng tăng cường triển khai nhiều biện pháp kiểm soát nguồn lây nhiễm dịch COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trinco Việt Nam ở khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 có hơn 550 lao động. Từ sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đến nay, trước khi vào nhà máy, mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động đều phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Trong khu vực nhà ăn của công ty, mỗi bàn ăn được bố trí vách ngăn bằng nhựa để đảm bảo an toàn. Người lao động nào rời khỏi tỉnh và trở về Bà Rịa Vũng Tàu đều được hướng dẫn tới Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ khai báo y tế. Khi tôi nghe tình hình dịch là bản thân tôi là luôn luôn bịt khẩu trang và không tiếp xúc, không đi ra ngoài khỏi địa phương của mình.
Doanh nghiệp có 18 lao động nước ngoài. Từ năm 2020 tới nay, những lao động nước ngoài đều ở lại Việt Nam, làm việc và không về nước. Trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, doanh nghiệp chúng tôi càng nâng cao cấp độ phòng dịch để bảo vệ sức khỏe người lao động và duy trì ổn định sản xuất. Có hơn 3.700 người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Etop Việt Nam, khu công nghiệp B1 Tiến Hùng dành nhiều quan tâm cho công tác phòng dịch. Ngay cổng ra vào, công ty bố trí một bàn đặt máy dung dịch sát khuẩn tay tự động. Tất cả người lao động khách hàng khi vào nhà máy đều phải qua kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế. Những người có nhiệt độ cao đều không được phép vào công ty. Doanh nghiệp cũng đã bố trí bảo vệ tuần tra kiểm soát 24/24 tình hình việc thực hiện quy định 5K. Suốt thời gian làm việc, công nhân đều phải đeo khẩu trang và chỉ có lúc ăn cơm là tháo ra. Ở nhà ăn, từng bàn ăn, công ty đều bố trí các vách ngăn để tránh sự tiếp xúc. Ngoài ra, công ty cũng chia ca ăn uống để giảm bớt lượng người tập trung. Công ty cũng triển khai cho người lao động về khai báo y tế khi ra ngoài tỉnh. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 14 khu công nghiệp đang triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh với hơn 64.000 lao động. Từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam vào cuối tháng 4 và đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có văn bản gửi các doanh nghiệp về việc tăng cường các biện pháp phòng dịch theo nguyên tắc 5K, tăng cường kiểm soát đối với những doanh nghiệp có tổ chức lưu trú cho người lao động là nước ngoài. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra tình hình phòng dịch tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết doanh nghiệp tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn khi triển khai phòng dịch tại doanh nghiệp là thực hiện giãn cách người lao động ở dây chuyền sản xuất. Tinh thần thì Sở cũng sẽ có cái văn bản để mà tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các cái biện pháp phòng dịch. Đặc biệt là có thể khuyến cáo một số những cái kinh nghiệm mà ở doanh nghiệp nào tốt để các doanh nghiệp khác có thể vận dụng. Ví dụ như là làm những vách ngăn trong quá trình ăn uống này, rồi làm thay đổi cái giờ, lật cái giờ đi để giảm cái tập trung đông người quá vào cái đầu giờ và cuối giờ trong làm việc. Rồi các cái biện pháp hỗ trợ khác mà theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Môi trường sản xuất trong các nhà xưởng có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 rất cao. Vì vậy, các biện pháp phòng dịch đã và đang được doanh nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu siết chặt. Điều này cũng nhằm thực hiện mục tiêu kép mà chính phủ và các cấp ngành chức năng trong tỉnh đặt ra, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động và cộng đồng, đồng thời không để cho hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn, đứt gãy. Từ thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát trong nước, đến nay đã qua hơn nửa tháng. Và trong bối cảnh dịch luôn diễn biến phức tạp, nhưng thị trường hàng hóa trong tỉnh vẫn ổn định, thậm chí là có xu hướng trầm lắng hơn so với bình thường. Trong khi hàng hóa luôn dồi dào, thì những ngày cuối tuần tại chợ Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, lượng người đến chợ mua sắm ít hơn ngày nghỉ cuối tuần trước đó. Là thịt rau củ quả là vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của dân ở đây. Mình mua hàng ngày thì nó sẽ tươi hơn. Thứ hai là hàng hóa nó vẫn đầy đủ thì mình mua và ồ ạt quá thì sẽ bị. Lần này mình thấy dân ở đây có vẻ là không ồ ạt đi mua đồ sắm để tích như ngày trước nữa. Vũng Tàu này thì phòng chống là chính rồi, cho nên là bây giờ chỉ cần là đi mua ngày nào ăn ngày đấy hoặc là mua vài ngày vậy thì chỉ cần không có mua nhiều. Đầu tháng 5, Co-op-mart Vũng Tàu đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, nhất là hàng thiết yếu, với số lượng tăng từ 10 đến 20% so với tháng 4. Siêu thị cũng tăng cường hệ thống cung ứng hàng hóa khi khách hàng gọi điện thoại đặt hàng online. Hàng hóa siêu thị thì lúc nào cũng đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Không cần mua tích trữ, chỉ mua ăn trong 3 ngày thôi. Bây giờ đi chợ thì người ta có phiếu rồi, cho nên không cần quan tâm. Đại dịch COVID-19 lại bùng phát trong nước. Những nhà phân phối hàng hóa đã dày kinh nghiệm ứng phó với thị trường mùa dịch. Sở Công Thương Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã triển khai các kịch bản đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mọi diễn biến của dịch COVID-19. Cho đến thời điểm hiện nay, mọi hoạt động mua bán diễn ra bình thường. Hàng hóa tại các chợ, siêu thị, hệ thống bán buôn bán lẻ rất dồi dào. Riêng thì tại siêu thị, trung tâm thương mại, hàng hóa là được đưa về liên tục từ các cái kho dự trữ tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ngoài ra thì Sở Công Thương thường xuyên theo dõi giám sát chặt chẽ
diễn biến của thị trường đó để có một cái giải pháp thích ứng xử lý kịp thời. Với việc đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời các mặt hàng thiết yếu của ngành chức năng và doanh nghiệp, người dân càng tin tưởng vào sự điều phối của các cấp chính quyền ngành chức năng. Đây cũng là nền tảng để Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 17 tháng 5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại. Các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, mức nhiệt có nơi lên đến trên 38 độ. Khu vực tỉnh cũng có xu hướng tăng nhiệt trở lại, mức nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh từ 32 đến 34 độ, mức nhiệt chạm ngưỡng nắng nóng. Chiều tối và đêm, một số nơi có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Về đêm và sáng sớm, ở các khu vực ven biển thời tiết dễ chịu hơn, mức nhiệt thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 87%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 18 tháng 5 năm 2021, mực nước cao nhất 335 cm xuất hiện lúc 7 giờ 30 phút, thấp nhất 100 cm xuất hiện lúc 0 giờ 0 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.